Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phe công an và phe nội chính chọn nhau, Nguyễn Văn Yên bị bắt. Ngày 4 tháng 6, tác giả Mai Hoa Kiếm loan tin trên báo Tiếng Dân rằng, tin nóng, phó ban nội chính Trung ương bị bắt. Tác giả cho hay, chúng tôi vừa nhận được tin, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra ông Nguyễn Văn Yên, phó ban nội chính Trung ương. Được biết, ông Yên bị mời về trụ sở công an điều tra ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 6 và bị câu lưu cho đến nay tác giả dẫn nguồn tin nội bộ cho biết mọi thủ tục tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Yên sẽ sớm được Bộ Công an công bố trong nay mai. Và đây là hình bản tin trên báo Tiến Dân. Theo tác giả, ông Nguyễn Văn Yên sinh năm 1966, quê Mê Linh, Hà Nội. Ông Yên từng công tác trong ngành công an, hàm đại tá. Năm 2006, ông Yên là thư ký của Phó Chánh Văn Phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2010, ông làm Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2013, ông là phó vụ trưởng phụ trách vụ theo dõi xử lý các vụ án của Ban Nội chính Trung ương. Năm 2015, ông là vụ trưởng vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay, ông Nguyễn Văn Yên được bổ nhiệm chức phó Ban Nội chính Trung ương. Tác giả nhắc lại vụ ông Nguyễn Văn Yên từng bị dư luận xã hội phát hiện và chỉ trích khi xài đồng hồ đeo tay trị giá 270.000 mỹ kim và đây là hình ông Nguyễn Văn Yên và chiếc đồng hồ tài tiếng vụ việc này xảy ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 khi báo thanh niên đăng tấm hình minh họa cho bản tin phó trưởng ban nội chính trung ương không có chuyện bắt được bà Nguyễn Thị Thanh nhàn rồi giấu trong đó ông Yên xuất hiện và phát biểu trong một cuộc họp báo trong tấm hình này ông Yên đeo chiếc đồng hồ nói trên và bị cộng đồng mạng phát hiện Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Facebook của Đảng Việt Tân có loan phát hiện Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá 250.000 đô la bằng 32 năm lương. Đương nhiên ông ta là đảng viên gương mẫu, người cộng sản trung kiên của Đảng Cộng sản. Báo Người Việt ngày 11 tháng 5 năm 2023 cho biết thêm, một bản tin đăng trên báo Kinh tế Đô thị hồi tháng 11 năm 2022 cho thấy ông Yên từng đeo chiếc đồng hồ nêu trên tại một cuộc họp vào thời điểm đó. Ngoài ra, trong những lần xuất hiện khác, ông Yên được cho là đeo những chiếc đồng hồ không dưới 100.000 đô la. Điều đáng nói là sau đó tấm hình nói trên đã được thay bằng hình cắt mất phần tay đeo đồng hồ. Và đây là hình bà Lê Y Linh. Tác giả Mai Hoa kiếm cho biết thêm, còn có tin đồn ông Nguyễn Văn Yên cặp bồ với bà Lê Y Linh sống trong một biệt thự 400 m vuông có giá 50 tỷ đồng ở khu biệt thự liền kề khu Kasibutra Tây Hồ. Nhưng nơi gặp gỡ hẹn hò của cặp đôi Yên Linh thì ở chỗ khác. Căn hộ cao cấp giá 8 tỷ đồng tại chung cư Yudit Westlake, đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Vẫn theo tác giả, trong một diễn biến khác vào ngày 24 tháng 5, cơ quan điều tra C03 đã khởi tố bị can, tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 9 người để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó có bà Lê Y Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Việt Tính. Bà Linh bị cáo buộc liên quan trong vụ án các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả nhận xét, như vậy liền anh liền chị sẽ có cơ hội gặp nhau trong trại giam. Tác giả cho rằng vụ ông Nguyễn Văn Yên bị bắt, giấy lên đồng đoán rằng hai phe to đang đánh nhau để tranh quyền lực, phe Tô Lâm, Bộ Công an và phe Phan Đình Trạc, ban nội chính Trung ương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phe Công an và phe nội chính chọn nhau, Nguyễn Văn Yên bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính quyền không cho phép cuộc bộ hành của Sư Minh Tuệ trở thành cuộc diễu hành vĩ đại cho tự do tôn giáo. Ngày 3 tháng 6, AFI tiếng Việt đặt vấn đề thực hư việc ban tôn giáo chính phủ nói Sư Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành khất thực. Theo đó, ban tôn giáo chính phủ Việt Nam sáng ngày 3 tháng 6 tuyên bố, ông Lê Minh Tú, thế danh của sư Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc bộ hành khất thực. Tuy nhiên, hai vị sư đi theo trong đoàn tiết lộ đều hoàn toàn trái ngược. AFA dẫn ban tôn giáo chính phủ Việt Nam cho rằng, trong hành trình đi bộ của sư Thích Minh Tuệ đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường, trong đó có vụ ông Lương Thanh Sơn bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong vào ngày 30 tháng 5. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực cơ quan hành chính của Bộ Nội vụ Việt. Và đây là hình bài trên AFA. Trái ngược với tuyên bố của cơ quan nhà nước, AFA dẫn lời sư Minh Nhuận, người đi theo đoàn của sư Minh Tuệ, nói trong một video được đăng tải lên TikTok vào trưa ngày 3 tháng 6. Khi con đang ngủ, các anh em trong đoàn đang ngủ, thì họ vô cửa, họ ào vào một cái, rồi họ nắm tay mọi người ra. Hai người kèm một người, trong đoàn bảy mấy người, thì chắc chắn phải có 100 người đó, là họ kè ra xe, họ chở đi, họ chở một hướng đi Nam, một hướng đi Bắc, nhưng mà không biết Sư Minh Tuệ và mọi người đang ở đâu. Sư Minh Nhuận cho biết, ông bị đưa ra Hà Tĩnh, đưa vào đồn công an kỳ trung làm việc, nhưng do ông không đồng ý hợp tác, nên bị công an chở ra bãi đất trống xa trung tâm thành phố Hà Tĩnh và thả xuống. Bên cạnh đó, Sư Phúc Giác, còn gọi là Kim Cang, trong một đoạn video khác cũng cho biết, khi Sư Minh Tuệ đang ngồi thiền, thì bị năm công an khống chế, dí xuống đất một người tu đang ngồi thuyền mà năm ông đè ra làm gì? Thầy đâu có chống cự đâu, mà người tu lấy gì mà chống cự? Sư Phúc Giác cho biết. Cũng theo ông, có khả năng 71 vị đi theo đoàn đều được trả tự do rải rác ở các tỉnh thành, còn lại sư Minh Tuệ thì không biết tin tức. Và đây là hình sư Thích Minh Tuệ bị buộc lăn tay. Ngoài ra, AFA cho biết hình ảnh của sư Minh Tuệ trên mình vẫn đang khoác y bá nạp, bị một người mặc sắc phục công an buộc lăn năm đầu ngón tay trong trụ sở để làm căn cước công dân cũng được lan truyền trên mạng. Bên cạnh đó, AFA cũng cho biết một số video hình ảnh khác cũng cho thấy khoảng 5 vị sư, trong đó có sư Kim Cang, sư Thích Tự Do, ghé vào quán phở ở Hà Nội, ở cổng Phật Mô Sa, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào trưa ngày 3 tháng 6 để xin cơm chay. AFA dẫn lời một người không nêu danh tính đã gặp các sư ở quán ăn này khẳng định các sư ăn bánh phở không với nước tương và tiết lộ bị công an buộc viết cam kết phải từ bỏ đoàn bộ hành trở về nhà người này khẳng định trước mắt các sư trở về nhà tiếp tục ăn chay tu hành và chờ xem sư Minh Tuệ hiện đang ở đâu rồi tính tiếp và đây là hình các sư bị buộc cởi bỏ y bá nạp và ghé quán sinh phở ăn không với nước tương ở Hà Tĩnh AFA tiếp tục dẫn lời một người dân ở Sài Gòn cho rằng chính quyền đã ngăn chặn với lý lẽ thường thấy không quản được thì cấm ông chia sẻ. 72 vị khất sĩ cùng Ngài Minh Tuệ đã không cánh mà bay hồi đêm qua, nhưng ngọn lửa của chân Pháp vẫn đang rực cháy. Có lẽ bấy nhiêu đó đã đủ cho thức tỉnh những người hữu duyên. Đây là một trong những biểu hiện cụ thể cho thấy rằng tự do tôn giáo ở Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ mà Hà Nội đưa ra để giới thiệu với thế giới. Người này cho rằng sư Minh Tuệ từ giờ trở đi sẽ không được để yên để tu hành cho đến khi về một chùa nào đó và chịu sự quản lý của giáo họ Phật giáo Việt Nam. Từ Huế, người ta thấy số lượng người đi theo sư tuệ đã lên đến cả ngàn và điều này đối với công an cũng như là ban tôn giáo sẽ không thể cho phép sư tuệ bước vào miền Nam và trở thành một cuộc diễu hành vĩ đại cho tự do tôn giáo được. Bên cạnh đó, AFA tiếp tục cho hay, một YouTuber là ông Nguyễn Văn Tý đã bị Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế làm việc về việc đăng tải các video có tiêu đề, ảnh bìa, bị cho là thể hiện nội dung giật tích, cầu view với những thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương và gây hoang mang trong nhân dân. Sở này cũng yêu cầu ông Tý gỡ bỏ các video đã đăng tải trên các kênh YouTube và mạng xã hội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính quyền không cho phép cuộc bộ hành của Sư Minh Tuệ trở thành cuộc diễu hành vĩ đại cho tự do tôn giáo. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.